cái sân đi, hỏi cái sân đã. Nếu mà thay đồ sân thì ở đấy trong nhà, nhà cho nó lợi. Ấy giờ cho con qua ngày xưa rồi. Ngày xưa con bé đánh hay lắm rồi. Đây không phải trận tranh huy chương mà nha, đây là đơn nữ vòng bảng ạ. Chúng ta sẽ thi đấu để lấy ra vị trí nhất nhì bảng và đánh bán vào đánh tứ kết. Một bàn. Và giật lại tốt của Ngọc Lan. Và 5-3 cho Ngọc Lan. Vậy là 7-3 cho Ngọc Lan. Đình Đức đang định trở thành CEO một kênh mới để cạnh tranh trực tiếp với TTR chúng tôi. Như vậy là 8-3. Đối đầu với một tay vợt trẻ tuổi và có thể nói là rất trẻ của vợt của chủ nhà Campuchia. Em đoán chắc khoảng 14-15 tuổi và có thể là ít hơn. Pha đặt gai tốt của Anika. Vận động viên của Cam nhập tịch chỉ có hai vận động viên là Cang Duy Heng và Jin Tech Song nữa. Còn lại thì đều là vận động viên gốc Cam cả. Pha xử lý không tốt của Anika. Số thứ 9 cho Ngọc Lan. Đây được dự đoán là sẽ là một trận chiến diễn dễ dàng của em. Pha giật lại không thành công của Ngọc Lan. 9-5. Mười năm rồi. Vâng, pha phản công tốt của Anika.
Về là Bùi Ngọc Lan đã giành chiến thắng tại set đầu tiên với tỷ số 11-7. Được đánh giá cao hơn thì là đã thể hiện được rất tốt rồi. Đang quay trở lại set thứ 2 của Ngọc Lan. Điểm số đầu tiên cho Ngọc Lan. Vâng, ngả người giật bóng của Ngọc Lan. 2-0 rồi. Và may mắn cho Anika. Một hai. Ông pha giật bóng hỏng của Ngọc Lan. Bảng của Ngọc Lan rất khó khi mà Ngọc Lan đã để thua Alice Trang. Và đối thủ của cô còn lại là Giang Giang và được gọi là Ma Long nữ, Ma Long phiên bản nữ. 3-2. Có thể là về lối chỉ đạo của hai huấn luyện viên khác nhau, chuyển năng lượng tích cực cho huấn luyện viên. Ra và pha giật bóng hỏng của Anika. 2-4. Nhưng mà tin tưởng huấn luyện viên thì đôi khi không cần chỉ đạo, mình ngồi đấy thôi là đã thấy yên tâm rồi. Vâng, pha kết bóng tốt của Ngọc Lan. Cảm ơn khán giả. Điểm số thứ 5 rồi ạ. Đi từ sáng chưa ăn gì ạ? Thì bọn em cũng phải đi bộ khoảng 3 cây số để một cơn. Đi ra cổng đâu đi về ba cây xa và lái đi xe thì vèo cái đến nhỉ, xa đấy cái xe đâu là 6-2. Trình độ là khá chênh lệch. Pha đẩy trái không thành công của Anika. 3-8. Và pha đấm trái quá khó của Ngọc Lan. Đấy là 9-3. Bạt bóng quá mạnh của Ngọc Lan. 13. Chúng ta đến với trận đấu thứ hai. Và Nguyễn Bá Hồng ạ, huấn luyện viên Việt Nam tên là gì ạ? Huấn luyện viên Việt Nam là anh Vũ Văn Trung. Và điểm số may mắn cho Anika. Vâng, pha bóng tốt của Anika. Vận động viên quá trẻ ở Campuchia. Vâng, pha giật bóng hỏng của Ngọc Lan. 16.
thế anh. Vậy là 11-6 cho Ngọc Lan chúng ta. Vâng, Tuấn Tú giờ đánh tiếp ạ. 2 giờ chiều nhé, 2 giờ chiều là Tuân và 10 và 2 giờ 40 sẽ là Tú ạ. Bạn vẫn đưa được. Bạn cũng rồi. Ali Trang đã phải lùi xa 3 rồi. Ồ, nỗ lực quá xuất sắc của Ali Trang. Làm việc dàng dàng quá bền bỉ và chắc chắn. Quá dai dẳng. Vậy tỷ số là 2-1 cho Ngọc Lan. Hy vọng là Ngọc Lan sẽ kết thúc nhanh trận thi đấu này để ekip có thể nghỉ ngơi, ăn cơm và chuẩn bị đến với loạt thi đấu buổi chiều. Chào mọi người, trọng tài còn được trận ăn trận nghỉ chứ bọn em làm kỹ thuật và bình luận suốt các trận đấu gối lên nhau nên chưa có thời gian để nghỉ ạ. Trọng tài còn được thời gian nghỉ. Vậy là 1-3 cho Anika sau thời gian tham ảo. Phòng thủ không thành công rồi. Thẳng vào bút của Zen. Alice đang thủ cả rất là quyết liệt. 1-4 ạ. Anika 6-1 cho Ngọc Lan. Nhảy vào và bạt ra góc luôn. Đó là 7-1. Cách biệt là rất lớn. Anh nào mà sách nữa. Thì nữa anh đi cùng một tí. Cái tí xong rồi mình đi cùng thể đi một thằng. Đi một đứa sang sách được. Như vậy là 2-7 cho Anika. Vâng, Giang Trần đang cố gắng để đưa Trang vào gần bàn hơn, tuy nhiên là Vang rồi lại không cắt tay. 8-2 cho Ngọc Lan. Bằng. Đó, sau và giò bọc quá khó. 9-2 rồi. Dạ vâng, chào chị Đính ạ. Chào chị. Trưa thì chị được nghỉ trưa, tranh thủ vào ủng hộ bọn em một view. Cảm ơn chị nhiều. Giò bóng lại ạ. Rất khó ra Anika ở Campuchia, vận động viên quá trẻ. Vậy là 12 rồi. Bóng cao nhưng mà bóng rất là nặng. Chưa thể kết thúc được Trang. Chưa thể kết thúc được Alice. Không còn. 20. Cơ hội để kết thúc nhau. Lập này không được. Chưa được. Vâng, pha giật bóng hỏng của Ngọc Lan. Tỷ số thứ 3 cho Anika. Giang Giang không dám giật mạnh rồi.
cắt kia. Tao có may mắn dành cho Anika. 14 thôi, cố gắng là kết thúc luôn để em có thể có thời gian đi mua cơm và ăn cơm trước khi quay trở lại với loạt thi đấu buổi chiều với sự tham gia của Đức Tuân vào lúc 2 giờ chiều, Nguyễn Anh Tú 2:40. Xoáy ngược rồi. Như vậy là cú giao xoáy ngược giành điểm của Ngọc Lan. Xin chúc mừng Ngọc Lan. Xin chúc mừng Ngọc Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Sau đây mời các bạn